Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Toán và Chuyện, và mình là Cô Ca. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá một trong những phần mới nha các bạn. Thì trên màn hình của các bạn đây là cái fanbook và các animation TV của Chú Hột Hồi Chiến nha. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn hai cái tập này. Hai tập này hiện tại chỉ có xuất bản tại Nhật thôi, không có Việt Nam nha. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ của mình. Nếu video này sau một tuần đạt được 5.000 view, mình sẽ dành tặng cho 10 bạn, mỗi bạn là một cuốn bất kỳ trên màn hình nha. Mỗi bạn một cuốn bất kỳ trên màn hình là 10 bạn nếu video này đạt 5.000 view. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem trong các cuốn Animation TV thì em sẽ có gì những gì các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá nha. Thì trong mỗi video chúng ta sẽ khám phá lần lượt. Đầu tiên chúng ta sẽ khám phá Animation mùa thứ 2 trước nha các bạn. Hình như là mùa 2 mình cũng không rõ, mùa nhất mùa 2 nữa. Tiếng Nhật mình không ổn cho lắm nên mình chỉ thấy được dịch được là cái này Animation các bạn. Đây là cái OB của Animation TV nè. Ở đây là tuyển tập một số hình ảnh được chiếu trong các animation đấy các bạn ha, phim hoạt hình chuyển thể của Chú Hột Hồi Chiến đấy. Còn đây là cái phần bị áo nè các bạn, bị áo bình thường thôi, không được cái bóng gì hết nè các bạn. Mình gửi cho các bạn xem ha, đây là cái phần bị áo chúng ta. Cái phần bị áo cũng khá là xịn nè, khá là to nha các bạn, xịn lắm, giấy rất là dày dặn nha, cái gì rất là dày dặn. Cái này mình mua khá là lâu rồi, dao động trung bình là từ 300 đến 400 ngàn nha các bạn. Các bạn có thể mua trên Fasa nữa nhưng mà giá khá là chát. Fasa hình như là tầm 400 đến 600 ngàn gì đó các bạn. Rồi đây chúng ta sẽ có phần bên trong, đây là cái sticker các bạn, cái sticker khẩu lớn các bạn. Chúng ta có thể gỡ ra ha, gỡ ra và dán vào ha. Chúng ta tặng kèm poster gặp 2 nè, thì mình gỡ cho các bạn xem đó. Hình ảnh rất là sắc nét, sinh động và rất là đẹp luôn các bạn. Đó cơ bài Goso nha các bạn, và Sugi. Cái này có poster mặt phía sau nè các bạn. Đó, trong lãnh địa ha, trong lãnh địa của Sukuna ha các bạn. Rồi đây chúng ta sẽ khám phá một số hình ảnh có trong cái animation này. Đây chúng ta sẽ khám phá. Đây cái nhân vật trong animation các bạn, đây là thiết kế nhân vật nè, tạo hình của nhân vật nè, thông tin về cái nhân vật nữa các bạn. Đó khá là xịn sò nha. Rồi kèm theo đó là cái chữ ký của cái diễn viên đồng tiếng và một số bài phỏng vấn riêng nha các bạn. Đây là một số bức họa nè. Rất nhiều con thú rất là dễ cưng các bạn. Đây là các pháp họa nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua với mình nha. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ giúp mình nha. Và nhớ cập xem một con số hit phía dưới nha. Và hãy xem hết video để nhớ con số hit của mình nha các bạn. Đây là một số phần quà mà kèm theo là mua các vật phẩm kèm theo mua đấy các bạn. Đó rất là xịn sò nha. Rồi xin chào tất cả các bạn, hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Và nhớ con số hit lần này của mình là 124. Xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo.